quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020. Hôm qua, đông đảo sinh viên các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia lễ meeting hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường tại thành phố, tập trung vào vấn đề bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, hành động vì thiên nhiên. Riêng trong tháng 6, các trường đại học đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tri ân công nhân vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây gây rừng, phát triển mảng xanh đô thị. Những việc làm tuy nhỏ như tắt máy xe, tiết kiệm nước sạch, hạn chế rác thải nhựa, khuyến khích rửa tay phòng ngừa dịch bệnh đã tạo sự lan tỏa trong sinh viên, cán bộ giảng viên và dần trở thành thói quen tốt trong cuộc sống thường ngày, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng. Dịp này, nhiều sinh viên đã nhận được giải thưởng từ các cuộc thi về bảo vệ môi trường.